em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai, kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình là vườn mai của em Tiên ở Châu Đốc Bến Tre cô chú anh chị ha. Giao lưu hôm nay thì mình cũng có một số giống mai mới luôn nha cô chú anh chị, Nguyễn Ngọc Toàn với lại siêu bông Bình Lợi. Mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho em Tiên như những lúc trước ạ. À, em xin phép được vô clip luôn cô chú ha. Chào chị, xin chào em Tiên ơi. Dạ, em xin chào chị và các cô chú bác anh chị đang xem clip ạ. Dạ. Hôm nay em quay lại và em giao lưu với cô chú anh chị giống Nhị Ngọc Toàn và giống siêu bông Bình Lợi. Dạ, mình vô clip luôn em ha. Dạ. Rồi, cây đầu clip là mình ghép giống mai gì vậy em ha? Nhị Ngọc Toàn. Dạ, em ghép ba giống mai là Nhị Ngọc Toàn. Dạ, Nhị Ngọc Toàn. Rồi, cây này mình ghép cũng được 3 bo nha cô chú anh chị. Thân thì lắc ha. Cái bo ghép này về mình có thể lấy bo được liền á cô chú anh chị, lấy giống được liền ha. Thân lắc đế đẹp luôn ạ. Dạ, chị xin số đo luôn nha. Dạ. Quỳnh thân là 12. Dạ. Quỳnh cũ là 25. Dạ. Chiều cao 31. Dạ, em vô giao lưu cây này giá mình giao lưu giá nhiêu em ha? Dạ, em giao lưu giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn mã số. Mã số 1A. Rồi, mã số. Dạ, mã số 2A. Siêu bông Bình Lợi ạ. Dạ, siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép cũng được 4 bo ha. Rồi, nở đế luôn ạ. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Dạ, Quỳnh thân là 17. Quỳnh cũ là 40. Chiều cao 35. Dạ, em giao lưu cây này giá 700 ngàn. Dạ, dạ, 700 mã số 2A. Mã số 3A. Dạ, mã số 3A, cũng siêu bông Bình Lợi luôn ạ. Cái này mình tam tài luôn nha cô chú anh chị, ghép được 3 bo mà 3 thân luôn ha. Có hai cái thiệt tử này dính liền luôn nha cô chú anh chị. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Dạ. Quỳnh thân là 11. Tổng hai cái cụm này luôn ha. Quỳnh cũ là 38. Chiều cao 30 ạ. À. Em giao lưu cây này giá 700 ngàn. Dạ, 700 ngàn. Giống này em giao lưu rất ít ạ. À. Dạ. Mã số 4 nha. À, dạ, hôm nay thì kế bên nhà có tiệc nên mở nhạc hay ồn của chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Mã số 4. Dạ, mã số 4A, siêu bông Bình Lợi. Dạ, số đo Quỳnh thân là 18. Quỳnh cũ là 30. Chiều cao là 33. Dạ, em giao lưu cây này giá 800 ngàn. Mã số 5. Mã số 5A, siêu bông Bình Lợi. Cây này thì mình ghép được một bo thôi cô chú anh chị ha. Lấy tủ nở luôn. Dạ. Quỳnh thân là 19. Quỳnh cũ là 31. Chiều cao là 31 ạ. Em giao vô cây này giá 800 ngàn. Dạ, 800 nha quý cô chú anh chị, cây mã số 5A. Mã số 6A nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 6A, siêu bông Bình Lợi. Cây này tàn ngon lành rồi cô chú anh chị ha. Mình ghép được 2 chồng ghép nha cô chú anh chị. Đến cũ luôn nha. Rồi, chị xin số đo luôn. Dạ. Quỳnh thân là 14. Quỳnh cũ là 29. Chiều cao 36. 36.
Em giao lưu cây này giá 800 ngàn. 800 nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 7A, siêu bông mình lợi. Dạ. Ghép chiếc phôi màu gì? Dạng dán trực nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép được 2, 3, 4 con hay cô chú nha. Phần còn lại là cực cực nha cô chú. Dạ, đi xin số đo nha. Dạ, quần thân là 17. Chiều cao 42. Em giao lưu cây này giá 700 ngàn. Dạ, 700 luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 8A, siêu bông bình lợi. Dạ, siêu bông bình lợi nữa hả cô chú anh chị. Mã số 8A, cây này giáp với phôi mai trực nha cô chú anh chị. 2, 3, 4, 5, 6 bò hả cô chú anh chị nha. Dạ, chị xin số đo luôn. Dạ. Dạ, hoành là 20. Chiều cao là 50. Dạ, em giao lưu cây này giá 900 ngàn. Dạ, 900 nha cô chú anh chị. Hơi ồn xíu cô chú anh chị, mình thông cảm luôn em hát. Tại cái bên nhà có tiệc luôn ạ. Rồi, em đổi cây nha. Dạ, tiếp theo cây mã số. Dạ, mã số 9A. 9A. 9A siêu bông mình lợi luôn. Dạ. À, cây này mình ghép cũng khá nhiều bo hết cô chú anh chị. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bo luôn ạ. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Dạ, quần thân là 21. Dạ. Chiều cao là 51 ạ. Em giao lưu cây này giá 800 ngàn. Dạ, dạ, 800 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 10. Dạ, mã số 10 ha. Siêu bông. Cây này mình ghép cũng được 3, 5, 6 bò ha cô chú anh chị. Ở trên này là 2 bò bị rớt cô chú anh chị ha. Rồi, xin tới đo luôn nha. Dạ, hoành là 13. Dạ. Chiều cao 32. Em giao lưu cây này giá 500 ngàn. Dạ, 500 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 11A. Rồi, giống gì đi em ha. Siêu bông mình lợi. Dạ. Không chính là của ai mà thôi. 2 bo nha cô chú anh chị. Rồi, chị xin số đo ha. Dạ. Dạ, hoành thân là 15. Hoành cũ là 35. Chiều cao 30. Em giao lưu cây này giá 500 ngàn. Dạ, 11A 500 nha cô chú. Mã số 12A. Dạ, mã số 12A, siêu bông mình lợi luôn ạ. Nhất nhất phôi mai vàng là cây này sắc lớn luôn hả cô chú anh chị. Mình chỉ có một chục ghép thôi ha. Vậy là nó ngày 7. Vậy là khỏi mặt luôn. Dạ, chị xin số đo luôn nha. Dạ. Hoành thân là 15. Làm tốt rồi. Hoành cũ 40 ạ. Chiều cao 24. Em giao lưu cây này giá 500 ngàn. Dạ rồi. Mã số 13. Dạ, mã số 13A, siêu bông mình lợi luôn. Dạ, cái này cũng hai chục ghép nha cô chú anh chị. Đủ đáng cà bá nữa nè. Dạ. Dạ, hoành thân 15. Hoành cũ 30. Chiều cao 27 ạ. À. Em giao lưu cây này giá 500 ngàn luôn ạ. À. Dạ rồi, 500 ngàn. Mã số 14A. Dạ, mã số 14A, siêu bông mình lợi luôn ạ. À. Rồi, cây này mình cũng được một bo thôi cô chú anh chị. Đủ đế luôn ha. Chị xin số đo luôn nha.
Hoành Thân là 16 à. Hoành Cũ 34. Chiều cao 32 á. À. Em giao lưu nha. Cây này giá 550. Dạ rồi. Mã số 15. Dạ mã số 15A. Siêu bông bình lợi. Rồi, nguyên một bệ đế luôn cô chú anh chị. Hàng này về mình lấy giống á, mà cái đế quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Hai đế tủ không luôn à. Mỗi bên ghép được một chồng ghép cô chú. Dạ, chị xin số ra luôn. Hoành Thân là 11. Hoành Cũ 31. 88 năm mà cùng bạc gì đấu khác biệt từ truyền thống đến huyền đạo. Hoành Thân 12. Hoành Cũ 34. Chiều cao 30. Em giao lưu cặp này giá 800.000. Dạ 800 nha cô chú anh chị. Mã số 16A. Rồi mã số 17A. Đã siêu bông bình lợi luôn. Cặp này thì mình ghép mỗi bên được hai chồng ghép nha cô chú anh chị ha. Đế cũ đế nở luôn ạ. Bên này cũng hai bo cho cô chú anh chị. Rồi chị xin số đo luôn em ha. Hoành Thân 10. Okay. Chiều cao 21. Cặp này em giao lưu giá 700.000. Dạ rồi 700 nha cô chú anh chị. Dạ cặp này em giao lưu giá 800.000. Mã số 18 à. Mã số 19 à. Dạ mã số 19A. Siêu bông bình lợi. Đế cũ nở hết trơn cô chú anh chị. Mình ghép bên đây là được hai bo hai cô chú anh chị ha. Và bên đây thì một bo luôn ạ. À. Rồi, đi xin đôi ha. Dạ. Dạ Hoành Thân là 10. Hoành Cũ là 29. Hoành Thân 12. Hoành Cũ 30. Chiều cao 29 hả? Cặp này em giao lưu giá 800.000. Dạ rồi 800 nha cô chú anh chị. Mã số 10 20. Dạ mã số 20A. Siêu bông bình lợi. Bên đây mình ghép một chồng ghép nha cô chú anh chị. Nguyên củ bí ha. Bên đây thì hai bo. Rồi chị xin cái đo nha. Dạ Hoành Thân là 12. Hoành Cũ 26. Hoành Thân 9. Hoành Cũ 29. Chiều cao 29 ạ. Dạ cặp này em giao lưu giá 700.000. Mã số 20A. Dạ. Mã số. Dạ mã số 21A. Siêu bông bình lợi. Cặp này là cuối clip luôn rồi. 22A. Dạ 22A. Rồi đế cũ cho bá nữa luôn nha. Mỗi một bên mình ghép được một bo hai đôi chứ anh chị. Dạ đi xin số đo luôn nha. Dạ Hoành Thân là 11. Hoành Thân là 13. Hoành Cũ là 29. Chiều cao 32. Em giao lưu cặp này giá 800.000. Dạ cuối clip em xin chào cô chú bác anh chị đã xem kênh của em và cũng muốn ủng hộ em để dạ rồi clip thứ hai mà vẫn còn rung ha cô chú anh chị, cô chú mình ủng hộ hết clip là hết rung liền nha cô chú. Và em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang luôn ạ. À.